Hello mọi người, nhất là các em gái tuổi canh thân sinh năm 1980. Đây là video clip anh trở lại sau mười mấy ngày gián đoạn về để làm các tử vi tuổi các tuổi cho năm 2018 năm Mậu Tuất. Thì đây là một cái tuổi mà phải nói là cho là có thể là sau nửa tháng nghỉ ngơi chơi bời ở ngoài miền Bắc trở về thì mình tìm hiểu cái tuổi này nó có vẻ là lâu. Cả ngày hôm nay mà 12 tiếng đồng hồ mới chỉ có tìm hiểu được một cái đó là nữ mạng thôi, chứ còn nam mạng chưa, vẫn chưa tìm hiểu xong. Tại vì sao? Nói chung là nó cũng có lý do. Tại vì mình cũng có quen biết rất là nhiều người tuổi canh thân, và những cái tư liệu mình tìm hiểu được á, thì nó lại trái ngược với cuộc sống của họ. Nó có những điều bất hợp lý. Cho nên là mình phải nghiên cứu rồi coi là tử vi đúng hay là thực tế nó đúng. Chứ để mà không mà hả, mình chia sẻ nó không đâu vào đâu á, nó không giúp ích được cho mọi người có được cái nhận định tốt trong cuộc sống cũng như là những cái mặt của xã hội. Thì đầu tiên hết á, là người mà tuổi canh thân sinh năm 1980 á, thì mạng của họ đó, tức là mạng thạch lựu mộc. Năm nay là năm Mậu Tuất, thì năm nay là bình địa mộc. Như vậy là năm mạng của chúng ta, mạng của các em là đồng hàng với là năm mệnh của mình. Các em rất là may mắn, các em nữ rất là may mắn được cái sao mộc đức chiếu mệnh. Mà sao mộc đức là gì? Một trong những cái tinh quân tốt nhất, sao chủ bổ mạng tức tốt nhất cho cả nam lẫn nữ, may mắn danh lộc tốt. Hạn thì tam kheo, xây sát tay chân nhưng mà rất là nhẹ. Vận niên thử quy điền, chuột về đồng tốt. Thiên can nó là canh gặp mậu, thì đó là bình thường. Canh gặp mậu là bình thường. Nhưng mà ngũ hành của canh đó là kim, mậu là thổ. Như vậy là thổ sinh kim về thiên can, là chứng tỏ là một điều tốt cho cái công việc, cho nhiều ấy có lợi. Địa chi thân gặp tuất cũng bình thường. Nhưng mà tuất thì là thuộc hành thổ nên ngũ hành đó. Còn thân thì thuộc hành kim, đúng không? Thổ sinh kim về địa chi, chúng ta cũng có thể là tương sinh, có lợi cho gia đạo ha, cũng dễ có sinh tình cảm lắm. Nếu mà những người mà độc thân thì rất là dễ có cái chuyện độc thân. Và một số người là nắm cái chữ canh thân này nè, có một số nữ ở một số tuổi, một số tháng thì nó có cái gọi là quả tú nằm trong mệnh, cho nên là cứ người ta cứ nói là canh cô mộ quả. Chứ không phải là cái cứ người tuổi thân nào cũng có quả tú, phải có tùy tháng sinh nữa. Rồi đó là những cái cơ bản của người tuổi thân nữ mạng sinh năm 1980. Thế còn tổng quan cái thiên tính của người này nó như thế nào để chúng ta xét vào cái tử vi của năm Mậu Tuất, thì như cái đã biết á, là thiên tính của các em tuổi canh thân á, đa phần có nhiều trắc trở từ danh lộc cũng như gia đình. Cái điều này là rất là khác biệt với ở ngoài. Ở ngoài mình biết bốn người canh thân thì ba người là rất là giỏi, quán xuyến gia đạo tốt, có tiền tài. Là người là canh thân là người thông minh nè, năng động, toan tính giỏi, và suy nghĩ cũng khác người nữa, có những cái nhận định suy nghĩ rất là khác người. Có thể thành công lớn nếu thuận sanh, nhưng cũng có thể là thất bại ê chề, và hiện tại vẫn còn đơn bóng vì nghịch sanh. Ưu điểm của các em là người có ý chí vững mạnh, cũng như ở những tuổi khác đã nói là tuổi thân là gần với lại là cái con người, những con khỉ nó gần với con người, cho nên là vốn dĩ là rất thông minh, lém lĩnh và lanh lợi. Ý chí thì vững mạnh nè, nhanh nhẹn siêng năng, giỏi nhất là tài xoay trở, ứng biến kịp thời với hoàn cảnh, nên việc gì cũng có thể làm được. Từ thượng vàng hạ cám, việc gì người này muốn bắt tay là làm được. Nếu sinh hoạt trong đám đông hay là người thúc đẩy một cái phong trào nào đó ở cơ quan xí nghiệp thì những người tuổi canh thân rất là giỏi. Nên mà thuận nhất là làm luật sư, báo chí nè, mấy người này là rất là phong trào, rất là giỏi. Các em á rất dễ thành công và nổi tiếng nếu như mà làm những cái việc mà có liên quan tới nghệ thuật. Tuy nhiên á, các em á, thành công á, thì không tránh được đó là tự cao tự đại.
Người này cũng có tính tự cao tự đại rất nhiều, quá tự tin ở mình, tính toán chi li, trên chơi trên cơ người khác, sử dụng cái đầu chơi trên cơ người khác, nên có người đó là khó hợp tác và cũng ít được tin cậy vì là người ta thấy mình quá giỏi ha, tự thân thông minh quá. Lại thêm có tính vẽ vời, quan trọng hóa vấn đề khi mà gặp việc ha, sự việc xin thêm rối rắm, không thực thi, không thực hiện được. Đó là cái thiên tính chung của người tuổi Canh Thân nữ ha. Đầu tiếp nữa đó là người này tuổi Canh Thân á, là tuổi là kim, thân là kim, mạng là mạng mộc, như vậy là tuổi nó khắc với mạng, dễ gặp xui rủi bất trắc, phản chơi với bạn dễ bị phản, tiền bạc có rồi lại hao tán vì nhiều thay đổi, gia đình khó được êm ấm vì các em hay nóng nảy chia ly với gia đình chồng ha. Người tuổi Thân rất chia ly lắm với gia đình bên mình hay người thân bên mình thì không sao, chứ mà người thân của bên chồng là chia ly lắm rồi đó. Nên các em là hay nóng nảy nè, chia ly bên chồng cho nên là dễ xung đột với cái dễ tạo ra xung đột với vợ chồng, sự nghiệp rất là khó thành, ngoại trừ thuận sanh là đông xuân mới gặp an nhàn phú túc, ngược lại phải nhờ đức của chồng mới sang giàu phú quý. Phải nhờ, người này là giàu không phải là nhờ cái của mình giỏi, mà giàu là nhờ mình, mình không làm giỏi nhưng mà mình quản lý giỏi. Người tuổi Canh Thân ha, phải nói là người tuổi Canh Thân phải có một câu mà gắn liền với tuổi Canh Thân là em thì không cần giỏi nhưng mà em sẽ phải kiếm thằng chồng giỏi. Đó, người đàn bà không cần giỏi nhưng phải kiếm mỗi thằng chồng giỏi là được. Hai người Canh Thân rất là hay cái chỗ đó ha. Đa phần các em là ỷ mình thông minh lắm, thì thật sự là người của các em là thiên tính rất là thông minh nên vào đời với cái nhìn và mọi sự đều ở trong tầm tay, nên đặt cái tham vọng là khá cao cho bản thân. Đến khi mà va chạm thực tế thì nó không có suôn sẻ, nó không có màu hồng như vậy, thì các em đâm ra bị chán nản, thất vọng, thậm chí là bị tổn thương. Có người không chịu được cái áp lực đó là trở nên co mình lại, thậm chí là có người đi tu, tìm tới tôn giáo để mà giải thoát bản thân mình. Nếu các em mà là người vai vấp sớm, biết rút kinh nghiệm, tránh được va vấp, thì trung niên tới thời điểm này là cũng đã có cơ ngơi rồi, chứ đừng nói là không ha. Nhưng mà tùy theo tâm tính thiện hay ác mà được vững bền hay là trồi sụp lên xuống. Mọi sự đời đôi khi không phải thành công tất cả là nhờ cái tài, còn phải nhờ cái đức nữa. Đó là thiên tính chung của những người tuổi Canh Thân. Thì chúng ta sẽ xét thêm là tử vi của Canh Thân so với năm Mậu Tuất này như thế nào. Đầu tiên năm 2018 năm Mậu Tuất, các em rất là may mắn được sao một đức chiếu mạng, rất có ích trong việc làm ăn, con tính thì dễ thành, có nhiều cơ may tài lộc hưng vượng. Sao một đức thì thuộc hành mộc, gặp mình các em là người mạng mộc nữa thì càng thêm may mắn, sinh tài sinh khí, một cái sao ngôi sao rất là tốt, ok cho tụi các em ha. Hạn thì tam kheo, gây là bất lợi về tay chân nè, sử dụng vật sắc nhọn, dao kéo sắc bén nên cẩn thận lái xe, chú ý để tránh tai nạn có thể gây thương tích tay chân nhẹ vào những cái tháng xung của mình. Vận niên thì là thử quy điền, tức là chuột về đồng á, rất tốt nếu mà các em làm việc trong môi trường quen thuộc, vừa thoải mái tinh thần mà năm nay là lại hoàn tăng thu nhập nữa, đừng có mà cần phải gì đó mà thay đổi cái môi trường làm việc mới có sinh tài. Đó, thử quy điền mà, tức là ruộng là mình có sẵn rồi, mình quay trở về ruộng thôi. Về tứ trụ là năm nay năm 2018 là thiên nhập, nhưng mà địa là địa xuất. Công việc làm ăn thì có phần thăng tiến, nhưng gia đình và sức khỏe thì vốn dĩ si hao. Phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải thì năm nay can mậu là thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, cho nên hỏa rất nhiều. Đối với các người bạn mộc gặp năm hỏa nhiều, tức là sinh xuất, nên các em đừng quá mong cầu
ha, hưởng lợi thực tế nhỏ ha, nếu có lợi lớn thì chắc chắn sẽ đi với là hung họa phía sau. Cho nên là có lợi lớn thì cần phải đề phòng hung họa. Đừng tính chuyện làm ăn lớn vào các tháng xung, nhất là tháng sinh xuất và bản mệnh ha, hai tháng hỏa giữa năm, đừng bao giờ tính toán vào cái việc làm ăn lớn vào hai tháng hỏa thì hỏa vượng rất nhiều. Sao chiếu mạng nè vận niên rất tốt, nhưng tứ trụ thì có xấu có tốt đang xen, các em đừng quá tham vọng, đừng có mưu cầu quá lớn ha, đừng tham vọng quá. Người này, người tuổi Canh Thân này chết vì tham vọng, nên tiếp tục việc cũ trong môi trường quen thuộc ha, dù có khó khăn cũng có người giúp đỡ vì đó là môi trường quen thuộc. Danh lộc thì dễ dàng thăng tiến nè, dù không to lớn nhưng sự nghiệp sẽ vững vàng. Có thể nói đây là năm khá tốt của các em về mặt ngũ hành. Một năm ok ha, về ngũ hành là ngon rồi. Còn xét mặt tử vi á, tiểu hạn của năm Mậu Tuất 2018 đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe. Đồng thời nữa còn có khả năng hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đây là giai đoạn chúng ta nằm trong giai đoạn đại hạn 10 năm, tức là từ năm 33 tới năm 42 tuổi. Gia đình sự nghiệp thì có nhiều bất ổn và thay đổi. Năm nay á, là được năm Mậu Tuất này á, là được hưởng cái tốt của tiểu hạn. Tiểu hạn là vào thắng địa mà, sẽ giúp cho mọi việc tốt đẹp hơn. Tuy nhiên cung hạn là có nhiều phá tinh đáo nhập, tạo ra nhiều bất trắc khó khăn. May là các em rất là nhiều cái sao, anh xét cái sao thì rất là nhiều sao xấu, dù nó không xấu cực xấu nhưng mà cũng là sao xấu, tinh quân không tốt nằm trong mạng. Nhưng mà rất may cho các em là có ông tuần ông đứng ở dưới cùng. Mà tuần là sao, tuần đồng cung là hóa giải ảnh hưởng của các tinh quân xấu ha, nó là cứ gặp thằng nào nó cũng chặt xuống 50% hết, cho nên là nó hóa giải luôn cái việc mà cái tiểu hạn của chúng ta đem lại cái sự may mắn nữa, nó làm cho cái tiểu hạn chúng ta không sáng sủa. Đó là một điều ông tuần có trong cung là cũng có lợi mà cũng có hại. Hội chiếu thì có long trì nè, hóa lộc quốc ấn, công danh tài lộc thì tiến thăng nè, uy tín tăng trưởng, địa vị thì vững chắc, và có nhiều tin vui đồng hứa hẹn. Nếu làm việc ở một cái môi trường gọi là quan vận hoặc là môi trường cần sự cạnh tranh chức quyền thì là sẽ có lương tăng cao, công việc tốt, gây được tín nhiệm với cấp trên. Còn nếu mà là người làm chủ kinh doanh thì đa phần những người tuổi Thân Canh Thân này là những người thích làm chủ kinh doanh hơn. Những người tuổi Thân là vốn dĩ thông minh, thích ra đứng tự làm chủ lắm, cho nên là năm nay năm Mậu Tuất là có thể gọi là một năm phát đạt, có thể mở thêm chi nhánh, có thể khuếch trương mọi cái, tất cả đều thuận lợi ha. Các em là vốn tính là giỏi nè, đang vững mạnh về nhiều mặt, khó có ai gây hại cho bản thân, nhưng đừng vì vậy mà chèn ép người yếu thế. Dù gì chúng ta cũng đang ở trong đại hạn 10 năm, chúng ta có những cái sự may mắn của năm nay nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn cái đại hạn ở trên ha, chúng ta may mắn hơn chút ở dưới này thôi. Phải biết chia sẻ lợi tức thì lộc mới tạo ra mà giữ được. Nên nhớ ha, tử vi cũng có một số phá tinh hộ chiếu này, cẩn thận về mặt tiền bạc cho vay, nhất là những cái người mà dưới mình ha, chứ đừng có những người trên mình thì không nói, nhưng mà những người nhỏ tuổi hơn mình là cẩn thận ha. Năm nay thì trong công việc cũng có kẻ muốn quấy phá nè, cái việc làm ăn đang vào hưng thịnh của các em. Mặc dù có long phượng hồ giải thần hợp chiếu thì chúng ta cũng sẽ có thể giải được cái nguy hiểm, những cái tai nạn, những cái rắc rối mà chúng ta có thể mắc phải, các em mắc phải. Nhưng mà là dù gì đi nữa thì đề phòng cái chuyện rắc rối xảy ra nó vẫn tốt hơn, không? Tức là không có gây thù chuốc oán nó thì nó vẫn tốt hơn, không có gặp rắc rối vì đi giải quyết, biết đâu có giải quyết không có cái rắc rối nào đó giải quyết không được sao, là mệt cho chúng ta ha. Hạn thì có tam hợp nè, tuế phá, bạch hổ, quan thù, thường được may mắn ha, qua khỏi khó khăn và phút chót, tình trạng thay đổi bất ngờ, dễ xoay chuyển tình thế, biến hung thành hiền. Dù sao tử vi
có nhiều sao xấu, có thiếu dương thái âm, ngộ kỵ kinh kỵ, chẳng khác gì mặt trời mặt trăng, có thái dương thái âm mà là mặt trời mặt trăng, mà ngộ ông kinh này với ông kỵ này coi như là giống như là có mặt trăng mặt trời, nhưng mà ông giới ông che hết rồi, coi như là mình bị mất hết cái những cái ưu thế của những năm có thể toan tính lớn. Chỉ cần giữ những cái mà mình đang có ở trong cái giai đoạn này, dù gì cũng giai đoạn này 15, cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận. Cuộc sống bình an đầy đủ thôi là ok rồi. Cung mệnh thì có tan môn nè, địa tán, không nên sử dụng cái vật cứng rắn, xử sự quá cứng rắn trong mọi việc. Khi lâm vào hoàn cảnh bất lợi, càng uyển chuyển khéo léo thì tình thế càng ít thiệt hại hơn. Nên tạo thêm phước đức, hạn chế cái hung sát tinh thì bình an tài lộc sẽ vững vàng, không có gì hết. Chúng ta các em năm nay cũng không có đơn giản ha, dù là chúng ta có sao mộc đức. Cung tài bạch á, thì có là lộc ngộ lộc ha, thiên trù hóa lộc lưu hạn nằm ở trong cái cung tài bạch, thì các em vẫn có đường tài lộc thăng tiến, tiền bạc không khó khăn về tài chính. Tuy nhiên á, cũng có nhiều phá tinh, tiền bạc khó tránh khỏi tốn hao nếu cẩn trọng á, nếu không cẩn trọng á, thì còn là bị hao rất rất nặng. Tuy rằng chúng ta không có đại hao tiểu hao nằm trong mệnh, nhưng mà chúng ta cũng có những phá tinh và sát tinh của trong cung tài bạch, thì nó cũng sẽ gây ra thất thoát về tiền tài ha, nên cẩn thận. Còn về mặt tình cảm á, với năm 2018 á, là với địa chi sinh nhập, gia đình tình cảm dễ có bất ổn, sinh rầy rà với ngoại duyên. Năm nay là các chị nên cẩn thận ha, coi chừng dính tới anh nào đó là mệt ha. Tuy nhiên công danh tài lộc có phần thăng tiến nè, nên cũng góp phần so dịu nỗi bất an. Gia đạo có lộn xộn đi nữa, nhưng mà có tiền nó cũng làm cho gia đạo đốt xung đột đi ha, chứ không phải là có tiền mua diện được đâu ha, tình cảm không mua bằng tiền đâu ha. Nếu đã có gia đình á, vợ chồng á, thì càng thêm đầm ấm, có thể tân tạo nhà cửa. Với thai nhập hạn á, thì các em muốn có thêm cháu bé sẽ được như ý. Thường mà con tuổi Tuất á, thì nó sẽ trung thành và thuận thảo với cha mẹ, nhưng lớn lên á, thì ở vào cái tuổi mà trên 20 rồi đi thì nó chỉ làm theo ý nó thôi, chọn vợ cũng theo ý nó, chọn nghe nhá, nó làm theo ý nó thôi, cho nó không phải. Mới đầu rất là thuận thảo ha, còn nhỏ thuận thảo mình cũng mong như đó thôi, cho lớn nó chọn hạnh phúc cho nó chứ đâu chọn cho mình đâu ha. Rồi với hồng loan chiếu mạng nè, đó đây là lý do nè, các em đã có gia đình thì vẫn có nhiều người để ý, nên cẩn trọng trong giao tiếp để kẻ xấu khỏi xuyên tạc gây rối rắm trong gia đạo. Bản thân các em á, năm nay cũng dễ phát sinh tình cảm ngoài luồng ha, trong nội trong bản thân của các em ha, cho nên là phải cẩn thận. Với một năm tất bật với những công việc sinh lợi, thì năm nay là năm tài lộc tốt mà, thì chớ nên lơ là trong công việc và sinh hoạt của con cái. Năm nay con cái rất dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, gây đến tốn hao tiền bạc và có thể ảnh hưởng đến hậu quả khó lường, cho nên là cần cẩn thận. Với đà tuế ha, đà la tế phá ở hạn, gia đình sẽ khó tránh vài chuyện buồn phiền do người thân mang lại. Đối với các em mà độc thân á, mà độc toàn thân á ha, tình cảm có nhiều cái vui vẻ tốt đẹp, xong đừng có quá phóng túng ha. Người này là chơi dùng cái đầu dữ lắm ha, dễ trở nên rối rắm, bị tai tiếng. Đây là năm có nhiều thuận lợi trong việc lập một cái gia đình, nếu được người cùng tuổi thì rất là tốt ha. Tuổi thân hai con khỉ ở chung vẫn được, không sao hết, hai chữ canh cũng không sao. Đời sống lứa đôi thì dễ êm ấm vững vàng, và thuận tuổi nữa thì làm ăn rất là giàu. Nên nhớ là người tuổi thân, 50% người tuổi thân mà sinh không thuận thì sẽ nhờ chồng để mà giàu ha, cho nên là nhớ chọn chồng đúng tuổi, cho chọn chồng nghịch tuổi rồi quốc công dần thân ha, quốc công tuổi dần là mệt liền luôn á. Rồi về mặt sức khỏe, năm 2018 thiên can sao chiếu mạng đều tốt, là sức khỏe ổn định, nhưng với hạn toán tập nên phòng tai nạn va vấp những cái chuyện mà đi ngoài đường.
Tuy nhiên là bổn mạng của năm 2018 đối với các em là bổn mạng rất là tốt, ok, không có chuyện gì hết. Như vậy đó là những cái chia sẻ, cái tìm hiểu của anh về tử vi năm Mậu Tuất 2018 đối với nữ mạng tuổi Canh Thân. Nó chúng ta có được cái vẻ bề ngoài rất là tốt, nhưng mà bên trong chúng ta cũng có rất nhiều phá tinh cũng như là sát tinh nằm bên trong. Chúng ta có nào là sao tốt, bổn mạng tốt, chỉ có cái hạng thiên tinh thôi, đúng không? Thiên can cũng tốt, rồi vận niên cũng tốt, nhưng mà thực chất bên trong chúng ta có tốt được như vậy hay không thì vẫn chưa. Đã xét rồi thấy có tinh quân này tinh quân kia, may có ông Tuần ông ở bên trong cung ông đè hết mọi thứ xuống chứ không là chết ngắt. Thì để cho chính vì những cái sự ngoài thì tốt đẹp, trong thì không tốt, có nhiều cái rắc rối này, thì anh có tìm hiểu khá kỹ cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho tuổi Canh Thân nữ mạng này, để cho các em có cái ứng dụng biết rằng cái tháng nào là tháng xung, tháng nào là tháng không xung, để mà các em có cái biết cái cương nhu của cái tháng đó. Tuy rằng đó là tổng năm thì chúng ta lốt đó, nhưng mà bên trong của tổng năm thì chúng ta cũng có những cái sát tinh rồi hung tinh nó nằm tùm lum hết, cho nên là để chắc ăn thì chúng ta phải xét từng tháng, và từng tháng đó thì các em sẽ ứng dụng vào cái rồi mình tháng đó là sát tinh nó có nhiều hay không, nó có được sáng hay không, hay là nó bị thiên can và địa chi của cũng như là bổn mạng của tháng nó đè. Thì đầu tiên hết, tháng giêng của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Giáp Dần, là tháng Giáp Dần, tháng này là hành thủy, thì mệnh chúng ta là mệnh mộc, gặp tháng thủy là thủy sinh mộc, bản mệnh tương sinh, tháng tốt. Thiên can canh giáp là canh nó khắc giáp, tương khắc tháng, thiên can tương khắc tháng xấu, rối rắm lo, địa chi Dần Thân là thuộc nhóm lục xung, là sự đối chọi, mô tả sự đối chọi, chống đối nhau. Như vậy mới tháng đầu tiên thôi, chúng ta có cái ba cái xét mà để coi là cái tháng có tốt hay không, thì chúng ta quyết cái chỉ có cái bổn mệnh được tương sinh. Mà bổn mệnh tương sinh thì sao? Bổn mệnh mà chúng ta được tương sinh đó, thì các tinh quân tốt, ví dụ giống như là ông Giải Thần, ông Lộc, Ngộ Lộc thì này kia, ông sẽ sáng lên, và những cái tinh quân xấu thì bị đè nén xuống. Như vậy là một điều tốt. Tuy nhiên thiên can chúng ta canh nó khắc giáp, thì là sự rắc rối và âu lo trong cái tháng thì về công việc thì không thể nào không có. Gặp Dần Thân là lục xung, chúng ta bị tháng lục xung, vì mà tháng lục xung thì biết sao, nó xung thú thương đủ thứ chuyện hết, cho nên là có thể gia đạo công việc mọi sự nó sẽ rối rắm. Mà rất may đây là tháng đầu tiên của năm thì công việc cũng không có nhiều, mà chủ yếu là tháng giêng là tháng ăn chơi, mà chúng ta đã mất hết cả 10 ngày cho cái Tết rồi thì nó cũng đỡ rần đi, nhưng mà rất là dễ xảy ra xung khắc với việc vợ chồng. Hai chị có thể tháng này là tháng ăn chơi, ông chồng cũng ăn chơi quá, cái mình la lối lại kia xảy ra xung khắc, và có tháng lục xung ở trong cung thì chúng ta nên hạn chế ha, chứ không là sẽ có rắc rối. Tháng thứ hai là tháng Ất Mão, tháng này là tháng thủy luôn, thì cũng như trên mệnh của các em vẫn được tương sinh, thủy sinh mộc tốt ha. Thiên can thì thuộc ngũ hợp, ất của chữ Ất Mão nó sẽ hợp với chữ canh của chúng ta, đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa, rất là tốt. Còn địa chi Mão Thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp gì nhau hết. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta qua một cái tháng giêng có nhiều cái sự rắc rối của lục xung và thiên can bị thiên khắc, thì chúng ta có lại là mệnh cũng tương sinh tiếp, thì chúng ta tiếp tục có những cái tinh quân tốt sáng hỗ trợ chúng ta nhiều hơn. Thì như vậy thiên can thì thuộc ngũ hợp, mà ngũ hợp thì sinh rất là nhiều lợi lộc thuận lợi trong công việc làm ăn. Có thể là tháng giêng coi như là khởi đầu đi, khởi động nó còn quá bắp, và tháng hai chúng ta bắt đầu có bắt trớn và làm ăn nó tương đối ổn định hơn. Mão với Thân tự chủ bình hòa, thì mà gia đình không có chuyện gì xảy ra hết. Tuy nhiên mà đẹp về xét về ngũ hành á, thì Mão thì thuộc hành mộc, mà Thân thì thuộc hành kim. Như vậy là kim nó khắc mộc, có thể nói là chúng ta có xảy ra việc gì đi nữa thì có gút đắc thì chúng ta cũng chuyện, chúng ta là kim mà chúng ta sẽ khắc được cái chuyện
cái mộc rất là đơn giản và vượt qua nó nhẹ nhàng. Vậy là một tháng 2 tương đối ok, khá và tốt cho chúng ta. Đến tháng thứ 3 là tháng Bính Thìn, tháng này thuộc tháng Thổ, thì mệnh chúng ta là mệnh mộc, thì mộc khắc thổ, bản mệnh chúng ta khắc tháng, ok, chủ yếu đề phòng sức khỏe và tai nạn và quạch nhẹ. Thiên can Bính thì nó khắc chữ canh, Bính nó khắc canh chúng ta ha, tương khắc là rối rắm phiền muộn công việc. Địa chi thì là nhóm tam hợp thân tí thìn, may mắn nó có hóa thể hóa giải điều xấu. Như vậy là tháng 3 chúng ta là bản mệnh phải đề phòng. Tại vì sao? Mộc khắc thổ, dù là chúng ta khắc tháng hay tháng khắc chúng ta thì nó cũng sẽ có những va vấp, nó cũng sẽ có những trở ngại về sức khỏe cũng như là một số rắc rối về bản mệnh của chúng ta, cho nên chúng ta cần đề phòng. Bổn mệnh chúng ta năm nay chúng ta về việc làm ăn thì chúng ta cũng không tương đối nào, về cả năm á, về việc làm ăn chúng ta không sao, nhưng mà bổn mệnh chúng ta là hạn tam kheo, xây sát dễ làm xây sát ra trình tay chân, cho nên là cần cẩn thận. Thiên can thì không tốt như vậy, Bính khắc canh tức là thiên can của tháng, thiên can của chúng ta, mà như vậy thì chắc chắn là công việc nó sẽ tạo ra những cái sự khó khăn rất là nhiều cho chúng ta. Nhưng mà rất may là địa chi của chúng ta được tam hợp thân tí thìn, mà địa chi tam hợp của tháng thì chúng ta cũng hay nói tam hợp hóa tam tai, tức là hóa giải tam tai đó được thì nó còn được, chứ đừng nói là một cái chút tương khắc của thiên can. Cho nên là có thể nói tháng 3 này vẫn tốt hơn là tháng gì. Tại vì chúng ta cũng có cái tam hợp để hóa chế hóa cái sự xấu ha. Cho nên nhưng mà nếu là các em thì anh cũng nên cẩn thận tháng này về cái công việc làm ăn. Dù gì đi nữa thì như đã nói ở trên đó thì đề phòng không xảy ra rắc rối vẫn tốt hơn là đi giải quyết rắc rối ha, đầu lớp. Rồi tháng tiếp theo là tháng Đinh Tỵ. Tháng này cũng là tháng thổ, cũng như trên, mộc khắc thổ ok, là sức khỏe phải cần đề phòng, cẩn thận bổ mạng. Thiên can Đinh Canh thì tự chủ bình hòa, không gì hết. Rồi địa chi thì Tỵ với Thân, dần thân Tỵ hợi ha, nó cũng là tứ hành xung, nhưng mà cái dần thân Tỵ, thân Tỵ ngược lại Tỵ với Thân lại là nhị hợp hoặc là lục nhị hợp trong cái Bắc và lục hợp ở miền Nam, cho nên là có thể nói là địa chi này là bình hòa không gì cả ha. Đinh can cho nên là tháng tư này chúng ta cũng chỉ có đề phòng sức khỏe thôi, vì thiên can cũng ta cũng bình hòa tự chủ không có gì hết ha. Địa chi thì Tỵ với Thân là thuộc lục hợp, ok, sức khỏe sẽ tốt, gia đạo sẽ ok, ổn định hòa bình hay kia. Bản mệnh mộc khắc thổ là chúng ta khắc tháng nên cũng nhẹ nhàng, không đến nỗi nào là quá xấu. Rồi đến tháng 5, tháng 5 là một tháng màu ngọt, như ở trên đã nói thì là chúng ta là mệnh mộc mà gặp tháng mà năm mà vượng hỏa vượng, gặp tháng này hỏa nữa thì hỏa nó sẽ càng nhiều hơn, và chúng ta phải sinh xuất về bản mệnh ha. Cho nên là nó đừng đầu tư, đừng có làm cái gì lớn trong những cái tháng 5, tháng 6 này. Đã nói như ở trên thì mộc sinh hỏa là bản mệnh sinh xuất, sức khỏe đề phòng, sức khỏe có thể yếu kém, bệnh nhẹ. Thiên can Mậu với lại canh nó là không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Ngọ Thân cũng tự chủ bình hòa. Như vậy là chúng ta tháng năm này chúng ta là mộc sinh hỏa là bản mệnh sinh xuất, tốn hao sức khỏe, cần cẩn thận nhiều hơn. Thiên can thì cũng như đã nói là bình hòa, địa chi cũng bình hòa, nhưng mà hay ở một chỗ đó là thiên can mà là âm ngũ hành của thiên can á, Mậu thì thuộc hành thổ, canh chúng ta thuộc hành kim, như vậy là thổ sinh kim, như vậy có thể nói là thiên can của chúng ta được tương sinh về nạp âm ngũ hành, mà bản mệnh sinh xuất mà để cái như là như vậy, bản mệnh sinh xuất thì chúng ta có thể được tạo ra được tiền tài, thì chúng ta đi làm cũng phải tao hao tốn bản mệnh một chút mới có tiền tài, đúng không? Cho nên là cũng không có việc gì quá lớn đâu. Địa chi thì Ngọ với Thân thì tự chủ bình hòa. Nhưng mà nạp âm ngũ hành của Ngọ là hỏa, Thân là kim, như vậy hỏa khắc kim, cho nên là chúng ta cũng có sự rắc rối ở trong gia đạo ha. Cho nên là nhớ cẩn thận cái việc gia đạo luôn, chứ không phải bình hòa hết mọi thứ đâu. Tới tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, một tháng hỏa luôn, thì cũng như trên, hỏa sinh
thổ sinh xuất bản mệnh, cho nên đó là cần cẩn thận. Mộc sinh sinh hỏa cần cẩn thận lộn lộn. Thiên can á, kỹ canh không xung không hợp nạn không gì hết. Mùi với thân cũng vậy, tự chủ bình hòa là địa chi, tự chủ bình hòa không gì cả. Như vậy tháng tháng 6 này là một tháng mà có thể nói là hoàn toàn là như nói ở trên thì chúng ta cần cẩn thận hai tháng ngã hỏa. Nhưng mà xét chung như vậy thì chúng ta bị sinh xuất về bản mệnh, mà sinh xuất về bản mệnh thì người ta nói rất là hao đi nhiều thứ, chứ không phải là hao về tài lộc, hao về sức khỏe không. Nó có thể hao về tài lộc. Thiên can á, thiên can thì không hình hại, không tự chủ gì cả. Nhưng mà tại sao chúng ta lại khuyên ở trên đó là anh lại khuyên đó là không nên đầu tư lớn vào trong cái hai tháng này? Tại vì như đã nói, chúng ta bị sinh xuất thì cả hai tháng này, tháng 5 và tháng 6, tức là tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi, chúng ta đều bị sinh xuất bản mệnh hết. Mà sinh bản mệnh sinh xuất thì nó sẽ hao giống như cái ngọn đèn mà nó bị chớm tắt vậy đó, nó bị yếu dần. Mà yếu dần thì chúng ta phải lo bảo vệ các bạn chúng ta trước, rồi cái việc mà công việc nó có sinh xuất lợi nhuận hay không thì cái việc đó tính sao. Nhưng chúng ta bản mệnh của chúng ta nó bị bào mòn thì chúng ta phải cần có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp, cho để tạo ra tiền tài. Như vậy đó là những cái chia sẻ về tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với các em nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Nó có thể là một cái thông tin giúp đỡ cho các em có được cái nhận định tốt hơn về cái năm tới, để chúng ta biết cương nhu mà biết là đầu tư hay là dừng lại ở cái đầu nào. Rất mong là nó sẽ giúp, thật sự giúp ích được cho các em. Nếu như các em thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video clip tiếp theo về tử vi các tuổi, có thể là của anh chị em, bạn bè và người thân trong gia đình của các bạn. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.